nhóm B336 và O2O Girl Band mang cả showbiz Việt vào MV Tết là để yêu thương. Để yêu thương là sản phẩm kết hợp của hai nhóm nhạc B336 Band và Ohio Gun Band, thu hút sự chú ý của công chúng với màu sắc đầy Tết trẻ trung, tinh nghịch. MV thể hiện trách nhiệm gìn giữ và phát huy của người trẻ đối với ngày Tết truyền thống, với sự góp mặt của các master TikTok được giới trẻ yêu thích như Mao Đại Nhân, Thanh Ba Te, Ngọc Chíp, Trào Lưu Phình Hóa Thiên Nga đã được khéo léo lồng ghép vào MV như một điểm nhấn. Điều đặc biệt ở Tết là để yêu thương chính là việc thực hiện nét đẹp Tết truyền thống nhưng không tách rời với phong cách hiện đại. Đó là thông điệp mà B336 và Ohio Taylor muốn nói của giới trẻ đến mọi người. Nhân dịp năm mới, kênh YouTube Xin Chào TV kính chúc quý khán giả có thật nhiều sức khỏe, may mắn và đặc biệt là nhiều niềm vui khi theo dõi các video của kênh. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khán giả.